Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại loạt video hướng dẫn đầu tư và dự án Leadrec. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những thông tin tiếp theo về dự án Leadrec và các thông tin cụ thể mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là hệ thống Around Smart của Leadrec và Leadrec Platform cũng như là nguyên tắc làm việc của Leadrec. Thông tin đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là Leadrec Platform, nền tảng tạo khách hàng tiềm năng dựa trên trí tuệ nhân tạo và blockchain được phát triển để tăng chuyển đổi chiến dịch quảng cáo và giảm chi phí hoạt động. Customer cho biết hướng kinh doanh của mình để phân tích. Target Audience, trí tuệ nhân tạo giúp phân tích phân khúc được lựa chọn bởi khách hàng và xác định các đối tượng mục tiêu. Thông tin tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là nguyên tắc làm việc của Leadrec. Chức năng của nền tảng dựa trên thông tin phân tích được thu thập và phân tích bởi trí tuệ nhân tạo và mức độ tự động hóa thông qua nhiều thành phần và giao diện trong suốt. Sau đây là một đoạn hội thoại mẫu thể hiện quá trình làm việc của Leadrec với khách hàng. Khách hàng có nhu cầu cần quảng cáo và phân tích thị trường của Leadrec và đánh giá đối tượng mục tiêu của Leadrec. Xin chào Leadrec, tôi cần một chiến dịch quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Leadrec, chỉ định phạm vi doanh nghiệp của bạn. Khách hàng, kinh doanh sản xuất đồ uống. Leadrec, trí tuệ nhân tạo của chúng tôi quản lý để tìm kiếm mục tiêu của bạn. Chúng tôi cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu, quảng cáo theo ngữ cảnh, tạo trang đích, xây dựng chương trình trò chuyện. Khách hàng, tuyệt, chúng tôi sẽ đặt hàng và các mặt hàng sau, đó chính là quảng cáo được nhắm mục tiêu, quảng cáo theo ngữ cảnh, tạo trang đích, xây dựng chương trình trò chơi. Đặc biệt ở phần làm việc này, hợp đồng thông minh tham gia vào mua lại một kế hoạch thuế quan với chức năng cần thiết và thanh toán cho các dịch vụ trên thị trường. Và cuối cùng ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hệ thống Escrow Smart của Leadrec để đảm bảo an ninh và loại trừ sử dụng sai số tiền thu được. Chúng tôi đang phát triển hệ thống ký quỹ nội bộ chỉ cho phép giao dịch sau khi đã xác nhận hoạt động của hai người đồng sáng lập lên tới 10 Ethereum mỗi ngày. Từ 3 người đầu sáng lập trở lên sẽ là 15 Ethereum mỗi ngày. Các con số sẽ là dưới 10 Ethereum là để xác nhận hoạt động yêu cầu ý kiến của hai người đầu sáng lập, đó chính là Eton Spryka và Danny Skinnikov. Con số là dưới 15 Ethereum để xác nhận hoạt động yêu cầu ý kiến của ba người đầu sáng lập, đó chính là Eton Spryka, Danny Skrinnikov và Oleg Tarasov. Còn con số đó chính là trên 15 Ethereum, thì là đối với mục đích ra quyết định yêu cầu sự tham gia với người thứ tư để cung cấp hỗ trợ hợp pháp lý thì là cần 3 người đồng sáng lập trên và cần một tổ chức pháp lý nữa. Chúng ta có thể thấy rằng hệ thống Escrow Smart của Leadrec đã đảm bảo được độ tin cậy cũng như là bảo mật của hệ thống Leadrec. Trên đây là video hướng dẫn đầu tư vào dự án ICO Leadrec. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.